mấy anh em nào mà đi đánh chim quốc, cái con quốc trên màn hình này anh em, một số nơi còn gọi là quốc trắng hay là quốc bụi, quốc quốc, thì anh em đánh lưới đêm thì cần phải có cái file chuẩn hoặc là bẫy thòng lọng, bẫy giò cũng như vậy. Thì anh em nào muốn có cái file để làm ăn kinh tế mỗi ngày kiếm tiền bẫy về bán anh em, thì anh em liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cũng như cung cấp cái file chuẩn và hướng dẫn cho anh em đánh như thế nào để đạt được hiệu quả. Thì hôm nay Thuận xin giới thiệu với anh em, đây là cái file của con quốc, nó kêu kiểu nó kêu trống, kêu cú gọng đực á anh em, là mùa sinh sản đập máy đồ này nọ. Thì Thuận xin đăng lên rồi chèn bài nhạc vô, anh em nào cần thì liên hệ với Thuận, Thuận sẽ đưa bản gốc không có tiếng nhạc nha anh em.